Thưa các bạn, tôi quê ở Nam Định, do nó đi cũng được nhiều miền đất nước. Các bạn bè tôi, các Phật tử, các quý thầy cứ hỏi, vậy đã dự lần nào để phát trận của vua Trần Chư Thì nói thật mà nói, có nên nễ nhưng không được vào đó. Đi chi đứng ngoài dạo dạo tí rồi vái vái, thắp nhăn hương rồi đi thôi. Cũng có một lần đi thì bạn bộ đội của Trung đoàn Không quân A282 cũng lấy hộ một chiếc gọi là phát đằng cửa sau. Thế như tôi nghĩ, nếu mà phát trần uh, như vậy có nghĩa là phong sắc như vậy, tại sao mấy quan đệ của tỉnh Nam Định như Đinh Na Thăng, trước quê Nam Định rồi mấy vị như tướng uh, Trung tướng Vĩnh và rất nhiều người khác cũng hàng năm về lấy uh, phong sắc thánh đủ thứ Thế mà sao vẫn bị tội tày đình như vậy Thế thì tôi mới nghĩ rằng Chứng tỏ vô trần không có linh thiêng Hay mà nói ra một nốt ấy, Thì chúng tôi học Phật Chúng tôi thấy không bao giờ Có một cái sự thờ cụng ở đấy Mà các ngài ninh ứng gì cả Đức Phật dạy 33 có trời chỉ là tưởng chi Không có niễu chi Trong đại tạng kinh như cả của ngài Thích Minh Châu đã dịch Từ Ấn Độ ra thì chúng ta đọc kỹ chúng ta mới thấy linh hồn không có sau chết kể cả đức phật hay đức chúa trời hoặc chúa đê Xu thế mà hôm rồi cũng có một ông, ông cha già giảng rất hay của công giáo nói là đức chúa cho phật cho các thánh xuống dưới này để làm bồ tát Giáo hóa chúng sinh mà rất buồn cười là đức phật ra đời trước 2 sáu năm nay nhưng Đức Chúa mới có ra đời hơn 2.020 năm sau, có phải không các bạn? Vậy mà dám nói vọng ngữ như vậy mà không sợ giáo lý kinh kiệu ước của Chúa Giêsu để lại. Vậy nói tiếp về lại về cái Đức Thánh Trần thì thực tế mà phát trần đó chẳng qua là do cái mê tín của đời người đời từ xưa đến nay cứ tưởng là vua ban chức tước cho chúng ta là được không phải đâu các bạn ừ thật là như vậy đâu có phải đến mà trong đó mình tham đủ thứ như um, tiền bạc danh vọng sắc dục ăn uống và ngủ nghỉ tham và ham thích thế thì làm sao tương ứng với vua trần được vua trần là người là thanh tao bắt ngã là cái người mà uh, tâm sạch trong làm sao mà lại ứng phó với những cái ban phước cho những cái kẻ tham lam độc ác như vậy được còn tham sân si đủ thứ mà đòi lấy được nọc thì tôi nghĩ không bao giờ có được tôi cũng có lần đã à, đội ghê ông Hoàng Bảy Mà ông Hoàng, Hoàng Bảy đã nửa tôi Cho tôi cái đất hiếm Có 16 nguyên tố Mà hiện nay trên thế giới này rất khao khán về đất hiếm Ở sau Chùa Bảo Hà, đền Bảo Hà của ông đấy Nhưng cuối cùng tôi cũng trả lại Cái bát hương của ông Và tôi tu theo Phật thẳng với Phật Vậy mới biết rằng Tất cả chỉ là tưởng chi mà thôi Các mũ đồng, cô đồng, cậu đồng Chỉ là tưởng chi mà phán đoán ra Các bạn ạ à, Vậy do đó với cái lễ hội đền trần Thì nó là phong tục thờ công ơn của Đức Vua Đức Phật và mọi các bậc thánh chứ không phải là đến đây để cầu xin ban phước giáng họa cho chúng ta được do vậy mỗi lần hội đông lắm các bạn xe dập trời toàn vua cao cấp quan cao cấp chính phủ về thôi tôi thấy rất nhiều nơi cách đây hàng chục năm các vị quan chức nhất là nam định rất nhiều quan chức triều đình ở các bộ về hết đấy nhưng mà sao vẫn bị vẫn bị tội thế về lạ làm gì có vua thấy bất nương lấy của không cho như thế rồi thích ăn đủ thứ nhất là không có thương yêu chúng sinh thì làm sao mà vua ban phát đọc được cho quý vị vậy nên khó cái nói là như vậy các bạn không phải ai cũng nghĩ được đâu chứ tất cả chúng ta nể phật hay nể tổ nể tiên đấy các bậc thánh hay các vua hùng có công dựng nước như bác hồ nói bác cháu ta cùng nhau giữ với nước giữ là giữ cái nền độc lập của chính mình hành động bây giờ này và tôn trọng những bậc đi trước để khai thông bờ cõi thứ hai là tôn chi tận tự để giữ lại sau này cho con cháu chúng ta phải biết được công đức lịch sử của dân tộc chúng ta chứ không phải đến đấy để xin để cầu lễ để cầu mọi thứ đâu các bạn tất cả đều là tưởng chi vậy đức phật mới dạy bốn cái câu mà tôi ngẫm mãi mà chính tôi cũng còn đang điên đảo bốn cái điều điên đảo đó là điên đảo tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo tình tất cả ai cũng còn điên đảo khi chưa đi dục đi ác pháp được các bạn ạ à? vậy nên tôi cũng nghĩ là như vậy tất cả mọi thứ đều là hư ảo tưởng tượng ra trong người mình mà thôi chứ không có một cái gì đó đằng sau thần thánh gì ta thờ tiên tổ ông bà là ta tri ơn công đức sinh thành ra chúng ta rồi thờ tổ tiên các bậc vua hùng oanh ninh anh ninh dựng nước và giữ nước các liệt sĩ đã hy sinh về non sông đất nước để giữ cho đất nước ta đó là cái tôn trọng chi thị chứ không phải từ những que hương từ những cách giấy tiền từ những hoa quả hoặc lễ nạy như vậy đâu các bạn các bạn ngồi một chỗ các bạn giữ năm giới một không sát sinh ăn thịt chúng sinh hai không trộm cắp nay của không cho không tà dâm Tà dâm ở đây bằng mụ mắt Tà dâm bằng mũi tà dâm bằng miệng Tà dâm bằng tai bằng thân bằng ý đó các bạn ba bốn là không nói dối nói lời thư dệt nói lời vọng ngữ và nói lời ác năm là không uống rượu bia và các chất gây nghiện chất gây nghiện ở đây cà phê đấy các bạn là thất độc bản a đấy các bạn uống vào thì khác gì là các bạn bị bệnh làm hại cho tim nó không tự động vận chuyển được thứ hai là hại cho đường ruột gây ra bệnh trĩ và các bệnh táo bón các bạn ai à, do vậy năm cái thứ động này mà chúng ta còn dùng thì chúng ta đâu phải là con người đức phật chỉ dạy cái năm cái đạo đức làm người cho chúng ta thôi rồi các vị tu hành là đi ra rồi thì phải giữ thêm năm giới nữa thêm giới thứ sáu là giới không trang điểm làm đẹp Giới thứ bảy là không nghe hát và ca hát Các bạn cứ bắt các thầy tụng kinh gõ mõ Tụng kinh giọng đọc EA là hát Và gõ mõ là nhạc đấy các bạn Đừng làm tội quý thầy nữa nha Tội không ca hát và nghe ca hát Và tám là không nằm giường cao rộng lớn Các ngài chỉ nằm giường 6-70 phân 80 phân là cao thôi Và thấp là rộng Chứ nằm nhiều nó vần vỏ chỗ nọ phố kia ra là tâm nó động lắm Mà chín là không ăn uống phi thời Chỉ ăn ngày một bữa một bữa là tránh mạng và lấy nghề đi xin ăn là nghề tránh nghiệp đấy các bạn vậy nên hãy thường quý thầy đừng cho quý thầy ăn nhiều bữa quá nha các bạn chỉ có đi xin ăn chứ không tự nấu nướng được ăn hai ba bữa là phạm giới 10 là không cất giữ thiệt bạc đấy các bạn mang tiền mà cũng trực tiếp cho thầy thì thôi tôi rồi các bạn đang giết thầy là vì thật thầy là theo những người xuất gia là theo phật thì phải ni dục ni ác pháp diệt ngã xả tâm làm sao coi giảm lấy tiền mà tiền là rắn độc đức phật dạy rất rõ nhưng vậy lấy gì mà nuôi quý thầy ta phải có các chùa các thiền viện các thư viện các nơi khác chúng ta phải có một cái hội hộ trì chánh pháp hộ trì chánh pháp ở đây gồm có bốn cái này cúng dường cho thức ăn cúng dường cho y áo cúng dường cho sàng tọa là chỗ nghỉ chỗ ngơi đấy giường nằm đấy và cúng giường cho thuốc men bốn cái trúng giường đó cho những bậc đi rồi thì thất là có phước với các bạn chứ các bạn mang giấy tiền mang hương mang đốt mang các quả đến cúng trực tiếp cho quý thầy là quý thầy cũng không nhận được vì ăn có một bữa mà nhận thêm vào để trong thất là chết đấy các bạn vậy nên là qua cái lời mấy người hỏi người nam định thử hỏi xem về nễ nam định thế nào không có gì đâu. Hội đồng mẫu cũng nở, nam định cũng do tưởng mà ra thôi. Tất cả đều là hư ảo ảo hư. Nhưng con người trong đó có năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức, Đáng nhẽ người ta có trí thức thức là 18 loại thức. Thế người ta lại có gì tưởng, tưởng uẩn ấy là tưởng tượng ra cái này có, cái kia không có, cái kia có, cái này không có. Vậy nên con người luôn luôn điên đảo tưởng. Là vậy. Các bạn à, điên đảo kiến là kiến chấp ta biết được gặp được bậc thánh gặp được phật gặp được phật di đà di nặc gặp được mẹ quan âm bồ tát gặp được phật di nặc béo ự ư, ư, ư tham ăn tục uống rồi gặp được địa tạng và các vị khác Đấy chẳng qua là hư ảo từ đời xưa mà Trung Quốc truyền cho chúng ta mà thôi Vậy nên mong quý vị hãy tỉnh giác đi chưa muộn Sinh ra là người khó lắm gặp chánh pháp khó hơn nhiều đức phật dạy như vậy nó như con rùa mồ ấy bơi giữa biển đông không tìm bọng cây mà bán rùa bơi năm bơi năm ở giữa biển đông mô rồi biết hướng nào mà đi thôi cũng bơi nắm mệt rồi mà cũng xã cánh mà chết thôi có phải không các bạn vậy nên làm thân người là quý quý năm các bạn đời người ngắn lắm các bạn ơi ngày nay ta còn sống ngày mai biết đâu ta phải xả thân này đi đâu do vậy hãy đừng để chậm nữa thời gian cứ dần dần ra nghĩa địa vì tại nòng ham muốn do vô minh và ái dục chúng ta ngăn cấm chúng ta cái mắt chúng ta không nhìn được do vậy tôi là người đã từng đến dự và cung ông vua lại đút nót người khác cho tôi một cái 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 phong sắc nhưng kỳ tình tôi nghĩ chỉ là hư ảo mà thôi không có gì chứ tôi rất ít nễ đi nễ truyền trần cả đời chắc được dăm ba lần gì đấy khi đến độ pháp cho ban quản trị ở đấy không được là tôi cũng đành thôi không đến nữa do vậy các bạn ơi đừng có làm lễ hội nữa mùa covid này đến nay lắm cho nhiều người lắm phí lắm tốn sức lắm tốn tiền của lắm tốn công sức của các lãnh đạo lắm khổ ngành công an lắm các bạn khổ ngành y tế là các bạn ơi hãy ở nhà tự giữ giới là ta đang cầu nguyện đầy đủ mọi anh linh của tổ quốc đến với chúng ta kính hãy tha thứ cho con